Đi ra đây. Đánh nhau không? Chơi nữa. Không chơi nữa. Cắn đầu đó, không chơi nữa. Không. Đó, cứ nghe rằng là cắn. Không chơi, không chơi cái kiểu cắn đó. Nào, nào, nào. Không cắn nha. Không được cắn như thế hả? Đứng ca, đứng nơi đây, cái này lên. Rồi ra chơi này, để chơi tí rồi về đi ngủ đây. Không ai không cắn, không cắn à, đâu này cắn nhẹ rồi chứ, cắn nhẹ rồi nghe chưa, đây này chú cắn này mà cắn nhẹ thôi nha, cắn đó, nhẹ thôi. Đến đi, đến đi, cắn này, cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi. Cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi. Không, không chơi nữa à? Cả. Không chơi nữa à? Có chơi nữa không? Có chơi nữa không? Có chơi nữa không? Thôi nha, bố bà vô đây, không chơi nữa bác. Đi nào, đi ngủ đây. Đang đây này, này cấu đây. Đây, chơi. Đi bài nào, đi vô phòng ngủ nào, đi. Cắn nhẹ rồi chứ, này, đây. Cắn nhẹ rồi nha, nhớ đi, không phải cắn mạnh như chưa. Lên đấy, lên, 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 lên. Cá cắn tay bố rồi. Đau lắm rồi. Chứ đâu, cá cắn tay rồi. Đau nè. Cá cắn tay lắm, cá cắn đau thế. Cá chơi mà cá cắn đau thế. Đây này, xem đi. Đây này. Thấy chưa, cắn thâm luôn rồi này. Đây này, cá này, nhìn này. Đây này. Thấy không? Đó, cứ làm lơ đi nữa. Đây này. Đó. Cắn đầu vô nè. Cắn nhẹ luôn chứ. Cắn do mạnh như thế này. Đấy. Không. Cắn nhẹ thế thôi, nghe chưa?
cái chơi bố mà cắn mạnh như này mà tao thâm hết cả cái này rồi. Thế chơi với lại em đi với lại thì sao? Với chị Quỳnh thì sao? Ừ. Đây này. Làm một dấu răng này thấy không? Này, đây hai cái răng nanh này. Hai răng nanh ở hàm trên đây này, cắn đây này. Đấy. Không bị gì nha. Sau là chơi là không được cắn mạnh thế nha, cắn nhẹ rồi nha. Ừ. Chơi là bắt đầu là chơi quá sức rồi, chơi thế là cắn lại cái nó thôi. À, cắn nhẹ thôi, ừ đúng rồi. Đó. Cắn nhẹ này, đó đúng rồi. Cắn nhẹ thôi. Đúng rồi, cắn nhẹ thôi nha. Ừ, đó. Phải cắn ra vờ chứ thôi chứ. Nha. Đấy, răng này, hái răng nanh này. Đấy. Hiểu chưa? Cắn nhẹ như giờ, đó, cắn nhẹ hơn, cắn nhẹ. Ừ. Tập nhẹ như giờ, tập nhẹ. Này, này. Lại đây, lại đây. Cắn nhẹ thôi. Đấy. Cắn đừng cắn mạnh nha. Buồn ngủ chưa? Buồn ngủ chưa? Ừ. Vút má. Cắn. Buồn. Đấy. Đã đây nó tóc của bố này, nhỏ tóc sâu của bố này. Nhỏ tóc bạc của bố. Không được trèo lên đấy nha. Ủa. Không được. Ngồi đây, ngồi đây chơi. Cắn đi. Không được cắn mạnh. Ngảy lên, ngảy lên. Ui cả cắn như chó. Đừng có cắn hỏng nha. Hay là hay cắn đồ vật với lại các thứ, cắn dây điện các thứ lắm nha. Nào ca. Đi đâu á, đi tìm gì đấy? Tìm gì đấy? Đi lên đây nào. Ờ, bố còn ngủ, bố đi ngủ lên. Đi lên đây nào, nhanh lên. Quay người lại. Ờ, ngồi im bớt. Nằm im. Massage sauna. Nằm im này, rồi để anh này. Rồi. Nằm im. Thích vậy, thích không? Ờ, ngồi im, nằm im đi, nằm im đi. Nằm im. Ờ, massage mắt.